Mỹ đã công bố một đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine một ngày trước ngày Quốc khánh của quốc gia Đông Âu 24 tháng 8. Gói viện trợ này trị giá 125 triệu đô la. Theo tuyên bố của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu 23 tháng 8, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ mới nhất bao gồm đạn dược, tên lửa phòng không và tên lửa chống thiết giáp. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh cũng cam kết nhiều biện pháp hỗ trợ Ukraine như chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 và cung cấp hàng trăm máy bay đánh chặn phòng không khác. Tháng trước, Tổng thống Mỹ từng cho biết ông đã tập hợp 20 quốc gia để ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine với mục tiêu tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine trong hiện tại và trong tương lai.